Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Thùy Linh Vlog. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà một món ăn rất là ngon và dễ làm như cả nhà nhé. Đó là món nộm rau má như cả nhà. Và sau đợt mưa dào vừa rồi thì rau má ở trên đồi chè mình nhổ rất là non luôn như cả nhà nhé. Và hôm nay mình sẽ làm một món nộm rau má cho cả nhà cùng thưởng thức nhé cả nhà nhé. Rau má mình nhổ về thì nó có các phần rễ và phần gốc như thế này thì chúng ta sẽ nhặt bỏ đi nha cả nhà nhé. Phần rau chúng ta sau khi để nhặt bỏ gốc và lá vàng đi thì chúng ta sẽ mang đi rửa như cả nhà nhé. Rửa sạch và chúng ta sẽ để cho nó ráo nước nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái phần nước sốt để chúng ta sẽ trộn với rau má nhé cả nhà. Tỏi và ớt cay chúng ta sẽ đập dập nhé cả nhà nhé. Và băm cho thật nhỏ luôn nhé cả nhà. Sau khi tỏi và ớt cay đã băm nhỏ thì chúng ta sẽ cho nước mắm vào nhé cả nhà nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cho đường vào nhé cả nhà nhé. Vì chúng ta làm nước mắm chua ngọt nên chúng ta sẽ cho phần đường vào hơi nhiều một xíu nhé. Sau đó là một xíu mì chính. Và tiếp tục chúng ta sẽ cắt chanh nha cả nhà. Và chúng ta sẽ cho nguyên cả quả này vào luôn nha cả nhà nhé. Chanh mỏng vỏ rất là nhiều nước luôn cả nhà. Chúng ta sẽ cho cả quả vào để cho nó có phần chua ngọt nha cả nhà nhé. Và đây, phần nước mắm của chúng ta đã sánh quyện, chua ngọt rất là ngon rồi cả nhà nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi trộn với phần rau nhé.
Rau sau khi để ráo thì chúng ta sẽ cắt từng khúc như cả nhà nhé, vừa ăn không có để dài quá như cả nhà nhé. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cho phần nước sốt vào thôi. Chúng ta sẽ cho từ từ nhé. Để xem mặn nhạt thế nào chúng ta sẽ chỉnh sau như thế này nhé. Và sau khi nêm nếm đã vừa ăn xong thì chúng ta sẽ cho lạc vào như thế này nhé. Rau sau khi trộn thì nó vẫn rất là tươi và rất là ngon, không có bị nục quá như cả nhà nhé. Rau không bị nục mà rất là ngon. Vì ta làm cái phần nước sốt nên là nó rất dễ ngấm và rất là ngon luôn cả nhà nhé. Rau sẽ giữ được cái độ giòn và không có bị dai nhé cả nhà. Và như vậy là phần nộm rau má của mình cũng đã hoàn thành rồi nhé. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Chúc các bạn có một bữa ăn thật là ngon bên gia đình và người thân nhé. Bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Các bạn nhớ đăng ký like để ủng hộ cho mình nhé.